cô chào cả lớp. Hôm nay thì cô Khánh Linh sẽ dạy lớp mình một bài, đó chính là bài viết số 2, viết về một ngày đi học của em. Với đề bài như thế này thì các con đã có thể hình dung ra mình sẽ làm những bước như thế nào để có thể viết được về một ngày đi học của mình hay chưa? Nếu như bạn nào chưa hình dung được thì chúng mình hãy cùng nhau đến với gợi ý của cô nhé. Với đề bài là kể với bạn về một ngày đi học của em thì cô Linh sẽ có những gợi ý như sau. Buổi sáng em thức dậy lúc mấy giờ? Em làm gì để chuẩn bị khi đi học? Em tự đến trường hay đi học cùng bạn, cùng bố mẹ? Và đi học vui như thế nào? Trên đây là 4 gợi ý cô Linh đưa ra để các con có thể kể với bạn về một ngày đi học của em. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đến với những phần gợi ý chi tiết hơn nhé. Với câu hỏi là buổi sáng em thức dậy lúc mấy giờ thì các con có thể trả lời theo cách sau đây. Em thức dậy lúc ... mỗi sáng. Với những cái ô trống như thế này thì các con có thể điền giờ của các con vào. Ví dụ như các con thức dậy vào 6 giờ sáng hay là các con thức dậy vào 5 giờ 30 sáng chẳng hạn, thì những cái dấu chấm này các con có thể điền giờ vào. Hay là buổi sáng mẹ là người gọi em dậy lúc tiếng chuông báo thức kêu reng reng, lúc báo hiệu em cần phải dậy. Trên đây với gợi ý là buổi sáng em thức dậy lúc mấy giờ thì cô Linh đưa ra 3 câu để các con có thể nói về cái gợi ý đầu tiên này. Sang đến gợi ý số 2, em làm những gì để chuẩn bị đi học? Thường thì trước khi đi học các con sẽ phải ăn sáng, hoặc ở trường bạn nào có căng tin thì các con sẽ tới đấy ăn sáng đúng không? Nhưng thường thì các con sẽ ăn sáng ở nhà, chuẩn bị đồ dùng cá nhân cũng như là vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho một ngày học mới. Vậy con sẽ liệt kê những công việc con làm buổi sáng ra, ví dụ như là em vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi mặc quần áo chuẩn bị đi học, hoặc là em chuẩn bị tươm tất, tự buộc tóc cho mình. Với gợi ý số 3, em tự đi đến trường hay đi học cùng bạn, cùng bố mẹ? Đa số là trường học ở rất xa nhà các con, vì vậy thường là bố mẹ đưa hoặc là nhà trường sẽ có ô tô riêng tự đưa các con tới trường đúng không? Vậy thì các con có thể trả lời câu hỏi này như sau. Mẹ chở em đến trường trên chiếc xe đạp vốn đã rất thân quen, hay là năm nay là lần đầu tiên em tự đi học, bố mẹ đã mua cho em một chiếc xe đạp để em có thể tự đi học? Và với gợi ý cuối cùng là đi học vui như thế nào? Ở trường thì sẽ có rất nhiều niềm vui từ bạn bè, niềm vui từ thầy cô, hay là niềm vui từ những tiết học bổ ích, thì các con có thể kể ra xem là đi học vui như thế nào. Và cô Linh cũng có một số gợi ý như sau. Đi học em thấy rất vui vì được gặp thầy cô và bạn bè. Hay là em rất thích đi học vì em được học những điều hay và thầy cô yêu thương. Vừa rồi thì cô Linh đã hướng dẫn các con cách trả lời 4 gợi ý. Vậy thì các con đã có thể kể cho bạn mình nghe về một ngày đi học của con như thế nào hay chưa? Bây giờ các con hãy lấy giấy bút ra và ghi những câu trả lời để có thể kể cho bạn của mình nghe nhé. Và sau khi kể cho bạn của mình nghe xong thì cô Linh lại có một bài tập tiếp theo dành cho các con. Đó chính là dựa vào điều các con vừa kể, viết 4 đến 5 câu về một ngày đi học của em. Đây là một bài văn, vì vậy với 4 gợi ý vừa rồi thì các con sẽ trau chuốt lại lời văn của mình sao cho nó mạch lạc, liên kết với nhau. Và khi các con viết đoạn văn thì các con phải lùi đầu dòng một ô và viết liền, không xuống dòng. Cô Linh bây giờ sẽ chiếu một bài mẫu của một bạn học sinh để các con có thể coi đây là ví dụ để thực hiện bài tập 2 này nhé. Bạn có viết một bài như sau. 6 giờ 30 phút, tiếng chuông báo thức kêu reng reng, báo hiệu đã tới giờ em đi học. Em nhanh chân vệ sinh cá nhân, xuống ăn sáng rồi mặc quần áo chuẩn bị đi học. Năm nay em đã lớn nên bố mẹ quyết định mua cho em chiếc xe đạp để em có thể đạp xe tới trường. Con đường từ nhà tới trường rất gần và
và cũng rất đẹp. Mỗi ngày tới lớp là một ngày vui vì ở đây em được học rất nhiều những bài học bổ ích và được thầy cô, bạn bè yêu thương. À, với bài làm mẫu này thì bạn đã trả lời đủ 4 ý mà cô đã gợi ý ở bài tập 1. Đó chính là bạn thức dậy vào lúc 6 giờ 30 sáng. Sau khi thức dậy xong thì bạn đã vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chuẩn bị quần áo để có được một ngày học mới. Sau đó thì bạn đã nói lý do là năm nay mình lớn nên là bố mẹ đã mua tặng bạn một chiếc xe đạp để bạn có thể tự đạp xe tới trường, đúng không? Và bạn cảm thấy đi học rất là vui vì ở đây bạn đã được học những bài học bổ ích và ở trường thì có bạn bè, thầy cô yêu thương mình. Trên đây là một bài gợi ý cho bài tập 2, đó chính là viết 4 đến 5 câu về một ngày đi học của em. Và cô tin chắc rằng qua phần gợi ý ở bài tập 1 và cũng như là gợi ý ở bài tập 2 thì các con có thể hoàn thành tốt được bài tập này. Bây giờ, nhiệm vụ của các con đó chính là lấy vở của mình ra, thực hiện bài tập 2 vào vở. Cô hy vọng rằng khi các con thực hiện xong thì các con có thể chụp ảnh lại và gửi bài tập cho cô Linh kiểm tra nhé. Bây giờ, tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con trong những video sau.